Nhà sáng, ohayou gozaimasu. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong phần học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một cái cách mà đề nghị ai đó làm gì cùng mình. À, thực ra khi mà chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta đề nghị ai đó làm gì cùng mình thì chúng ta cảm thấy rằng là gì? Thú vị đúng không ạ? Thế thì ở trong cái cách nói như thế này thì có một điều đó là các bạn cần lưu ý, đấy là biết trước là ai đó sẽ đồng ý. Ví dụ như này, các bạn hôm nay thấy trời nóng chẳng hạn. Trời nóng đúng không ạ? Các bạn bảo thôi uống bia nào. Hoặc các bạn học sắp xong bài rồi, các bạn bảo là gì? Thôi chúng ta nghỉ thôi, ít nhất cả. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ học trong phần này. Cách thức sẽ như sau: động từ ve mas bỏ sự đi cộng với shio. Động từ ve mas bỏ sự đi cộng với shio. Hoặc chúng ta cũng có thể đó là động từ ve mas bỏ cả mas sự cộng với ma shio. Idesuka, cách nào thì cũng các bạn cũng sẽ phải cuối cùng là chữ ma cộng với shio. Idesuka mang ý nghĩa là cùng làm chấm chấm nào, hoặc cùng làm chấm chấm thôi, hoặc cùng làm chấm chấm nhé. Đây cũng là cái một cái lời mà chúng ta đề nghị mà ai đó sẽ cùng làm với mình, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là đối phương sẽ đồng ý, cho nên là nó mang tính chất thỏa thuận, hô hào mọi người cùng làm. Một cái điều mà chúng ta đã cảm nhận này, chúng ta đã giao hẹn hoặc là thỏa ước từ trước chẳng hạn. Idesuka. Và một điểm nữa các bạn sẽ học liên quan đến vemai sen cá, thì cái phần này ví dụ mình bảo là cậu ấy uống bia cùng mình nhá, thì mình nói mời các bạn như vậy và mình chưa biết là bạn sẽ uống cùng mình không, thì đó là sự khác biệt giữa vemasho với vemasen cá, idesuka. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết chính của động từ vemas, bỏ mas đi cộng với masho hoặc bỏ sự đi cộng với sho, idesuka. Chúng ta có như sau. Hai đồng ý chí này có thể đã hẹn ước với nhau là gì? Đi saka, đi ikimasu, đi bóng, đá bóng đúng không ạ? Và bây giờ bình thường là gì? Sakaoshimasu. Chúng ta cùng đọc nhé, sakaoshimasu. Và bây giờ là gì? Sakaoshimasho, đi đá bóng thôi. Tức là trong đầu là hai đồng chí biết này, ví dụ như cứ các bạn cuối tuần chẳng hạn, shumatsu desu này, cuối tuần là rủ nhau đi bóng đá đúng không? Thì khi đó là gì? Sakaoshimasho. Hoặc là các bạn học xong thì các bạn rủ nhau đi bóng đá, à, rủ nhau đi đá bóng, thì nó cũng chính là cái trường hợp như thế này, idesuka. Và đến giờ trưa thì chúng ta đương nhiên là gì? Hiruご hàng đúng không? Ăn cơm trưa đúng không? Và đương nhiên là gì? Hiruご hàng ngộ tabemasu. Ở chỗ đây là gì? Keiki đúng không? Thôi, ăn trưa là bánh mì đi vậy chẳng hạn đúng không? Đây là của KFC đúng không? Nhìn ngon thế. Vậy là gì? Hiruご hàng ngộ tabemasu sẽ chuyển thành ăn trưa thôi. Vậy là gì? Hiruご hàng ngộ tabemashou. Dozo. Hiruご hàng ngộ tabemashou. Chúng ta học tiếng Nhật, các bạn đang học tiếng Nhật đúng không? Ừ, rồi, các bạn ơi, học tiếng Nhật thôi, đúng không? Tức là trong đầu chúng ta phải biết là cái việc đó là chúng ta sẽ làm, đúng không ạ? Nihongo benkyou shimasu. Chúng ta sẽ nói được là gì? Hey! Nihongo benkyou shimashou. Đây chính là cái câu mà cô giáo luôn đề nghị các bạn học, là các bạn học thôi nào, học thôi. Hoặc là gì? Học thôi, không nói chuyện nào. Đúng không ạ? Idesuka. Thì đích thị là câu này, các bạn ạ, đích thị là câu này. Chính là cái cách mà các bạn sử dụng như vậy, idesuka. Hãy sử dụng câu này thường xuyên để các bạn có những cái mà gì? Đề nghị ai đó làm gì của mình, idesuka. Hoặc chúng ta có ví dụ tiếp nữa. Để các bạn phân biệt với Isshoni ni vemasen ka, các bạn nhìn nhé, Isshoni ni keiki o tabemasen ka. Giả sử đến giờ ăn trưa rồi đúng không ạ? Thôi chúng ta ăn ăn thôi. Và ăn trong phần này là trường hợp này là gì? Ăn keiki, ăn bánh đúng không? Isshoni ni keiki o tabemasen ka. Ê, tabemashou. Ê, tabemashou. Ừ, ăn thôi đúng không ạ? Có nghĩa là trong cái tình huống như thế này, về Marshall, trong trường hợp cách sử dụng thứ hai chính là gì? Sử dụng trong câu rủ dê ích ý cộng với về ma sen cá, và đồng ý thì sẽ nói về Marshall. Cách trường hợp thứ hai khi sử dụng về Marshall chính là trong câu rủ ai đó làm gì của mình, ích ý, động từ
Cái hành động chữ N này cộng với O, ve ma sen ka. Đây là trong trường hợp này, ichi ni keiki o tabemasen ka. Chúng ta cùng ăn thôi. E, tabemashou. Và trong trường hợp đồng ý thế sẽ trả lời là E, tabemashou. Ăn thôi, ii desu ka? Chúng ta cùng đọc nhé. Ichi ni keiki o tabemasen ka. E, tabemashou. Ichi ni keiki o tabemasen ka? Ê, ta bê ma sô. Tiếp tục rủ này. Ê, sô nhị tên nê sô, xin ma xin cả. Cùng chơi tên nít đúng không ạ? Đâu rồi? Ê, sô nhị tên nê sô, xin ma xin cả. Ê, xin ma sô. Ê, xin ma sô. Bây giờ thì các bạn cùng nhau luyện tập bằng cách các bạn sẽ dịch một số câu sau sang tiếng Nhật. Ii desu ka? Cha hajime mashou. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hô hào đúng không ạ? Cùng nghỉ một chút nào. Ví dụ các bạn học mệt quá, cùng nghỉ một chút nào đúng không ạ? Hít thở một cái, nghỉ một chút rồi lại học tiếp đúng không ạ? Vậy là gì? Nghỉ là gì? Yasumimasu. Vậy là gì? Yasu. Trước hết là gì? Yasumimasu. Các bạn đọc đi ạ. Yasumimasu. Ở đây chúng ta có một chút là chúc tụ. Vậy chúng ta được cả câu là gì? Chúc tụ yasumimashou. Mochi do onegaishimasu. Chúc tụ yasumimashou. Nhị, câu thứ hai. Chúng ta cùng về thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta chơi bóng đá xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta thôi, chúng ta về thôi. Và câu đó là gì? Về là gì? Kaerimasu. Vậy chúng ta sẽ nói được câu là gì? Kaerimashou. Đúng ạ. Kaerimashou. Được rồi. Nhưng bây giờ là gì? Cùng cho nên. Từ cùng chính là gì? Esho nhị. Cho nên chúng ta nói được gì? Esho nhị kaerimashou. Esho nhị kaerimashou. Sam. Vì đã 12 giờ rồi, cùng ngủ thôi. À, 12 giờ rồi đi ngủ thôi đúng không? Ví dụ như là Kuromo chẳng lấy bạn trẻ đúng không? Muộn lắm rồi, 11, 12 giờ rồi. Muộn rồi, ngủ thôi đúng không ạ? Mo juniji desu kara. Vì, ở đây chúng ta sử dụng kara. Chúng ta cùng đọc nhé. Mo juniji desu kara. Hoặc các bạn học khuya quá đến 12 giờ bảo thôi 12 giờ vì là 12 giờ rồi ngủ thôi. Hoặc ba mẹ các bạn nói các bạn là gì? Thôi 12 giờ rồi ngủ thôi đúng không? Thì nó cũng chính là như vậy. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Mo juniji desu kara nemashou. Nhưng câu số 4. Giả sử là các bạn ở trong lớp, các bạn hội ý, các bạn họp chẳng hạn. Chúng ta cùng bắt đầu cuộc họp thôi đúng không ạ? À, câu này rất đơn giản đúng không? Họp là gì ạ? Kaigi o hajimemasu là gì? Bắt đầu hajimemasu. Vậy là gì? Kaigi o hajimemashou. Kaigi o hajimemashou. Tsugi. À, thôi đến đây thì chúng ta cùng kết thúc nhé. Cô giáo nói với các bạn như vậy đúng không? Vậy là gì? Chúng ta cùng kết thúc ở đây nhé, đúng không? Thích quá đúng không? Kure de owarimashou. Và đây cũng là câu kết cho phần học liên quan tới về masho. Về masho các bạn sẽ sử dụng trong hai tình huống. Trước hết chúng ta sử dụng trong câu về masen ka. Nếu các bạn đồng ý sẽ trả lời về masho. Cái này là gì? Đồng ý với sự rủ rê. Isho ni động từ về masen ka. Trường hợp thứ hai nó mang tính chất là hô hào. Cùng làm một cái việc gì đó. Và chắc chắn biết rằng là cái người được mời đối tượng kia sẽ đồng ý. Ii desu ka? Minasan, domo arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.